Bây giờ là 19 giờ. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 2 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi họp mặt các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.